Chiều nay ngày 15 tháng 6, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đơn vị quận Sơn Trà, gồm các ông bà Đoàn Ngọc Hùng Anh, Huỳnh Bá Cử, Nguyễn Thị Phượng, có buổi tiếp xúc cử tri phường An Hải Bắc trước kỳ họp giữa năm Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thuận với những thông tin về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, nội dung về kỳ họp giữa năm do đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố báo cáo, các cử tri cũng nêu lên vấn đề dự án treo đã tồn tại trong thời gian dài, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Nhà là hiện đang trú tại 23 Nguyễn Trứ thuộc khu tái định cư An Dương 1, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Thì khu tái định cư này hiện tại đang bị treo 20 năm. Cái việc dự án không được triển khai này gây rất là nhiều bức xúc cho gia đình. Nhà cấp 4 không được xây dựng kể từ 20 năm đến nay. Do đó là bây giờ cái dự án là 20 năm mà không triển khai nữa thì chúng tôi xin phép là thành phố hủy dự án để gia đình tiến hành làm nhà. Dự án của chúng tôi là lâu lắm, 20 năm rồi mà cũng không thực hiện. Thành phố và của quận cũng giải quyết và cũng cho chúng tôi xem là đi hay là không đi để cho chúng tôi được biết. Nếu không giải tỏa thì cho chúng tôi được phép làm nhà, còn giải tỏa thì cũng cho chúng tôi giải tỏa sớm để cho chúng tôi còn có cái phương án để làm nhà để ổn định. Cử tri nêu ý kiến về việc nhu cầu khám chữa bệnh chưa đảm bảo khi thuốc chữa bệnh rơi vào tình trạng khan hiếm, cần có biện pháp tháo gỡ giữa các bệnh viện, thực hiện quy chế đấu thầu theo quy định. Bên cạnh đó cũng đề nghị quan tâm đầu tư trang thiết bị tại cơ sở, cụ thể là nâng cấp đường truyền trong việc làm căn cước công dân để nhanh chóng giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.